Người đàn ông này đi vào trong rừng và không hề hay biết mình bị loài côn trùng lớn nhất hành tinh bám vào người. Đó là một con bọ que. Con bọ que lớn nhất trên thế giới được ghi nhận dài hơn 60 cm. Tuy có vẻ ngoài khá kinh dị nhưng nó lại không gây hại cho con người. Ngược lại, con người còn gây hại cho nó bởi người ta tin rằng sinh vật này có thể điều chế thành thuốc chữa được bệnh. Bạn nghĩ sao về vẻ ngoài của nó?